Thưa các ngài, hôm nay là ngày giỗ cụ tiên điển Nguyễn Tiên Sinh, là bậc đại thi nhân của nước Nam ta, đã làm ra bộ văn chương tuyệt tác là Chuyện Kim Vân Kiều. Ban văn học hội khai trí chúng tôi muốn nhân ngày giỗ này đặt một cuộc kỷ niệm để nhắc lại cho quốc dân nhớ đến công nghiệp một người đã gây dựng cho quốc âm ta thành văn chương, để lại cho chúng ta một cái hương hỏa rất quý báu, đời đời vẻ vàng cho cả giống nòi. Chúng tôi thiết nghĩ một bậc có công với văn hóa nước nhà như thế, không phải là ông tổ riêng của một nhà một họ nữa, mà là ông tổ chung của cả nước. Ngày giỗ ngài không phải là ngày kỷ niệm riêng của một nhà, một họ nữa, chính là ngày kỷ niệm chung của cả nước. Hiện nay suốt quốc dân ta, trên từ hàng thượng lưu học thức, dưới đến kẻ lam lũ làm ăn, bất cứ già trẻ, lớn bé, đàn ông, đàn bà, ai ai cũng biết chuyện Kiều, ai ai cũng thuộc chuyện Kiều, ai ai cũng kể chuyện Kiều, ai ai cũng ngâm chuyện Kiều, như vậy thời ai ai cũng đều hưởng cái công nghiệp của cụ tiên điển. Ta, ai ai cũng phải nhớ ngày giỗ cụ và nghĩ đến cái ơn của cụ tác thành cho tiếng nước nhà. Muốn cảm cái ơn ấy cho đích đáng, hăng thử giả thuyết cụ tiên điển không xuất thế, cụ tiên điển có xuất thế mà quyển truyện Kiều không xuất thế, quyển truyện Kiều có xuất thế mà vì cớ gì không lưu truyền, thời tình cảnh tiếng An Nam đến thế nào, tình cảnh dân tộc ta đến thế nào. Văn chương người ta thiên kinh vạn quyển, dẫu có thiếu mất một quyển cũng chẳng hại gì. Văn chương mình chỉ đọc có một quyển, vừa là kinh, vừa là truyện, vừa là thánh thư phúc âm của cả một dân tộc, ví lại khuyết nốt thì dân tộc ấy đến thế nào. Than ôi! Mỗi lần nghĩ tới mà không khỏi dùng mình. Chột dạ, sừng sốt, rụng rời, tưởng như hòn ngọc ở trên tay bỗng rơi xuống vỡ tan thành vậy. Rồi mới tỉnh ra, sực nhớ đến mấy câu Kiều, vỗ bàn đập ghế, gõ dịp rung đùi, lên giọng cao ngâm. Lơ thơ thơ liêu bưng mảnh. Con oanh học nói trên cành niệm ai? Hay là? Phong trần mải một lưỡi gương. Những phường giá áo túi cơm xa gì? Bỗng. Thấy trong lòng vui vẻ, trong dạ vững vàng, muốn nhảy muốn múa, muốn reo muốn hò, muốn mạo nghễ với non sông mà tự phụ với người đời rằng. Chuyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn, có gì mà lo, có gì mà sợ, có điều chế nữa mà ngờ. Có nghĩ cho xa xôi, cho thấm thía, mới hiểu rằng chuyện Kiều đối với vận mệnh nước ta có một cái quý giá vô ngần. Một nước không thể không có quốc hoa, chuyện Kiều là quốc hoa của ta, một nước không thể không có quốc túy, chuyện Kiều là quốc túy của ta, một nước không thể không có quốc hồn, chuyện Kiều là quốc hồn của ta. Chuyện Kiều là cái văn tự của giống Việt Nam ta đã trước bạn với non sông đất nước này. Trong mấy nghìn năm ta chôn rau cắt rốn, gửi thịt gửi xương ở cõi đất này, mà ta vẫn hình như một giống an trọ ở nhờ, đối với đất nước non sông vẫn chưa từng có một cái văn tự văn khế phân minh, chứng nhận cho ta có cái quyền sở hữu chính đáng. Mãi đến thế kỷ mới rồi mới có một đấng quốc sĩ, vì nòi giống, vì đồng bào, vì tổ tiên, vì hậu thế, giọ máu làm mực, tá tả một thiên văn khế tuyệt bút, khiến cho giống An Nam được công nhiên, nghiêm nhiên, rõ ràng, đích đáng làm chủ nhân một cõi sơn hà gấm vóc. Đấng quốc sĩ ấy là ai? Là cụ tiên điển ta vậy. Thiên văn khế ấy là gì? Là quyển truyện Kiều ta vậy. Gấm trong người ấy báu này. Chẳng duyên chưa dễ vào tay ai cầm. Báu ấy lọt đến tay ta, thật cũng là một cái phúc duyên cho ta, nhưng báu ấy ở trong tay cụ lại chính là một cái tốt duyên của cụ. Thiên văn tự tuyệt bút kia là gồm bao nhiêu giọt máu, bao nhiêu giọt lệ kết tinh lại mà thành ra, những khi đêm khuya thanh vắng vẫn thường tỉ tê thánh thót trong lòng ta như, giọt xương gieo nặng cảnh xuân la đà vậy. Cái áng văn chương tuyệt tác cho người đời đó. An chi lại không phải là một thiên lịch sử thống thiết của tác giả. Chuyện Kiều quan hệ với thân thế cụ tiên điển thế nào, lát nữa ông Trần Trọng Kim sẽ diễn thuyết tường tận để các ngài nghe. Nay tôi chỉ muốn biểu dương cái giá trị của chuyện Kiều đối với văn hóa nước ta, đối với văn học thế giới, để trong buổi kỷ niệm này đồng nhân cảm biết cái công nghiệp của bậc thi bá nước ta lớn lao to tát là dường nào. Đối với văn hóa nước nhà, cái địa vị chuyện Kiều đã cao quý như thế, đối với văn học thế giới, cái địa vị chuyện Kiều thế nào? Không thể so sánh với văn chương khắp các nước, ta hắng so sánh với văn chương hai nước có liên tiếp quan hệ với ta, là văn chương Tàu và văn chương Pháp. Văn chương Tàu thật là mông mênh bát ngát, như bể như rừng. Nhưng trong rừng văn bể sách đó, tưởng cũng ít quyển sánh được với chuyện Kiều, mà xét cho kỹ có lẽ không có sách nào giống như chuyện Kiều. Gốc truyện tuy do một bộ tiểu thuyết Tàu mà ra, nhưng vào tay cụ tiên điển ta biến hóa hẳn, siêu việt ra ngoài cả lề lối văn chương Tàu, đột ngột như một ngọn cô phong ở giữa đám quần sơn vạn hát vậy. Có người sánh chuyện Kiều với Ly Tao, nhưng Ly Tao là một bài than, từ đầu đến cuối toàn một giọng bi đắt thảm thương, so với cung đoán của ta có lẽ đúng hơn. Có người lại sánh với Tây Sương, nhưng Tây Sương là một bản hát, từ điệu có veo von, thanh âm réo rắt, nhưng chẳng qua là một mớ ca từ cho bọn con hát, không phải là một nền văn chương chân chính. Cứ thực thì chuyện Kiều dẫu là đầm thấm cái tinh thần của văn hóa Tàu, dẫu là dung hòa những tài liệu của văn chương Tàu, mà có một cái đặc sắc văn chương Tàu không có. Cái đặc sắc ấy là sự kết cấu. Nhà văn, nhà thơ Tàu, ngoài những bài thơ văn nho nhỏ ngăn ngắn, phàm làm sách chỉ biết cách biên tập, không sành cách kết cấu.
biên tập là cóp nhặt mà đặt liền lại, kết cấu là thu xếp mà gây dựng lên, thế nào cho thành một cái toàn bức các bộ phận điều hòa thích hợp với nhau, không thêm bớt được chút nào. Chuyện Kiều là một cái toàn bức như thế, mà là một bức tranh thế thái nhân tình vẽ sự đời như cái gương tẩy lễ vậy. Xét về cách kết cấu thì văn chương nước Pháp lại là sở trường lắm. Cho nên Chuyện Kiều có thể sánh với những áng thi văn kiệt tác của Quý Quốc, như một bài bi kịch của Giàn Xín hay một bài văn tế của Bồ Xét vậy. Đó là nói về cái thể văn chương. Còn về đường tinh thần thời trong văn học Pháp có hai cái tinh thần khác nhau, là tinh thần cổ điển và tinh thần lãng mạn. Tinh thần cổ điển là trọng sự lề lối, sự phép tắc, tinh thần lãng mạn là trọng sự khoáng đãng, sự ly kỳ. Chuyện Kiều gồm được cả hai cái tinh thần ấy, vì vừa có cái đạo vị thâm trầm của Phật học, vừa có cái nghĩa lý sáng sủa của Nho học, vừa có cái phong phú tiêu giao của Trang Lão, lấy lẽ phải ông Khổng mà chế lại sự thần bí của nhà chùa, sự khoáng giật của hai họ. Nhưng mà ngay trong văn chương nước Pháp tưởng cũng không có sách nào giống hẳn như Chuyện Kiều, vì Chuyện Kiều có một cái đặc sắc mà những nền kiệt tác trong văn chương Pháp không có. Đặc sắc ấy là sự phổ thông. Phàm đại văn chương, không những ở nước Pháp, ở nước nào cũng vậy, chỉ có những người thượng lưu học thức mới thường dám được, kẻ bình dân không biết tới. Người Pháp không phải là ai ai cũng biết đọc kịch Gia Xin hay đọc văn Bồ Xẹn. Người Nam thời ai ai cũng biết ngâm Kiều, kể Kiều, lệ Kiều để ứng dụng trong sự ngôn ngữ thường, kẻ thông minh hiểu cách thâm trầm. Kẻ tầm thường hiểu cách thô thiển, nhưng ngâm nga lên thể đều thấy làm vui thay, sướng miệng, khoái chí, tình hồn. Thử nói cổ kim Đông Tây đã có một áng văn chương nào cảm được sâu và được rộng như thế chưa? Tưởng dễ chỉ có một Chuyện Kiều ta là có thể tự cao với thế giới là văn chương chung của cả một dân tộc 18-20 triệu người già, trẻ, lớn, bé, giỏi, dốt, sang, hèn, đều thuộc lòng và đều biết hay cả. Như vậy thì Chuyện Kiều không những đối với văn hóa nước nhà, mà đối với văn học thế giới cũng chiếm được một địa vị cao quý. Văn chương ta chỉ có một quyển sách mà sách ấy đủ làm cho vẻ vang với thiên hạ, tưởng cũng là một cái kỳ công có một trong cõi văn thế giới vậy. Cái kỳ công ấy lại dự kỳ nữa là ngẫu nhiên mà dựng ra, đột ngột mà khởi lên, trước không có người khai đường mở lối, sau không có kẻ nối gót theo chân, đột ngột giữa trời Nam như cái đồng trụ. Phàm văn chương các nước, cho gây nên được một nền thi văn kiệt tác, phải bao nhiêu nhà thơ, bao nhiêu nhà văn, trong bao nhiêu năm lao công lục lực, vun trồng bón sới mới thành được. Nay bậc thi bá nước ta, đem cái tài ít có trong trời đất, đúc cái khí thiêng bảng bạc trong non sông, một mình làm nên cái thiên cổ kỳ công đó, dẫu khách thế giới cũng phải bình tình mà cảm phục, cũng người nước Nam được trực tiếp hưởng thụ cái ơn huệ ấy lại chẳng nên ghi tạc trong lòng mà thành tâm thở kính hay sao. Cuộc kỷ niệm hôm nay là chủ ý tỏ lòng quốc dân sùng bái cảnh mộ cụ tiên điền ta, lại có các quý hội viên Tây và các quý quan đến dự cuộc là để chứng kiến cho tấm lòng thành thực đó. Nhưng còn có một cái ý nghĩa nữa, là nhân ngày dỗ này, đốt lò hương, so phím đàn, chiêu hồn quốc sĩ, thắt là thể phách, còn là tinh ánh áng tinh trung thấp thoáng dưới bóng đèn, chập chừng trên ngọn khói, xin chứng nhận cho lời thề của đồng nhân đây. Thề rằng, Chuyện Kiều còn, tiếng ta còn, nước ta còn non còn nước còn dài, chúng tôi là kẻ hậu sinh xin giàu lòng dốc trí cố ra công trao chuốt lấy tiếng quốc âm nhà, cho quốc hoa ngày một rực rỡ, quốc hồn ngày một tỉnh táo, quốc độ ngày một tấn tới, quốc vận ngày một vẻ vang. Ngõ hầu khỏi phụ cái trí hoài bao của tiên sinh, ngậm cười chín suối cũng còn thơm lây.